Nơi cuộc sống đô thị muôn sắc màu, có những người dành đến 2/3 quỹ thời gian của bản thân cho công việc, học tập, vui chơi, giao tiếp ngoài xã hội, và chỉ còn 1/3 quỹ thời gian trong ngày để quay trở về nhà. Dù vậy, nhà vẫn là nơi lưu giấu mọi tình cảm của mỗi người. Nơi đây có những người thân yêu luôn sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, vỗ về an ủi những lúc tâm tư nhất, và cũng là nơi để bản thân tái tạo nguồn năng lượng mới, chăm sóc sức khỏe sau một ngày vận động. Với người Việt, ngôi nhà rất có ý nghĩa trong cuộc đời một con người. Đó là ghi dấu của sự trưởng thành, sự thành công và con đường mở ra tương lai. Với những người tha phương nơi đất khách, ngôi nhà càng là niềm khát khao mãnh liệt. Bởi giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp, con người càng nhỏ bé, luôn cô đơn và rất cần những tình cảm, tình thân. Thế cho nên, giấc mơ có được tổ ấm để về luôn là động lực. Dù bạn làm gì, là ai, thì tổ ấm vẫn là nơi để quay về. Cũng như bao người, thuyền trưởng tập đoàn Biggs cũng đã trải qua mọi cảm xúc khi xây dựng nên ngôi nhà đầu tiên cho mình. Và giờ đây, gánh trên vai sứ mệnh đi kiến tạo sản phẩm nhà ở cho người trẻ, vị thuyền trưởng ấy luôn tâm niệm đem đến những không gian sống hiện đại với các căn hộ giá vừa túi tiền, có chất lượng cao, pháp lý đầy đủ. Và để mở ra con đường rộng thênh thang cho người trẻ sở hữu nhà trong năm 2023 này, tập đoàn Biggs tiếp tục sẽ cho ra mắt dự án căn hộ thứ 11, tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Có thể nói, không chỉ đơn thuần là một mái nhà, mà tập đoàn Biggs còn đem đến một chốn an cư lý tưởng. Vị trí này có đắc địa không khi Biggs Polaris sở hữu hai yếu tố vàng của bất động sản là cận lộ, cận thị, bởi nằm ngay nút giao thông cầu vượt Sóng Thần, là cửa ngõ kết nối giữa thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Đặc biệt hơn, Biggs Polaris còn tọa lạc trong khu vực liên kề đại lộ Phạm Văn Đồng, xa lộ Đại Hàng, ngay khu dân cư sầm uất, được quy hoạch là tâm điểm phát triển mạnh mẽ của khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần. Đem đến những căn hộ có diện tích linh hoạt từ 41 đến 61 mét vuông với thiết kế hiện đại, chan hòa cùng nắng gió, tối ưu từng không gian sống. Có thể nói, Biggs Polaris hoàn toàn đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe về căn hộ của chủ nhân tương lai. Khu căn hộ Biggs Polaris có quy mô là một khối nhà cao 26 tầng và 2 tầng hầm, xây dựng trên khuôn viên 3.820 m², trong đó tỷ lệ xây dựng chỉ 44,29%. Dự án sẽ cung cấp cho thị trường 522 căn hộ, với định hướng kiến tạo những không gian sống chất lượng cao, môi trường sống trong lành, tiện nghi. Tập đoàn Biggs còn đầu tư cho nội khu với các tiện ích như công viên, đường dạo bộ, hồ cảnh quan, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng. Từ sự kết hợp giữa dịch vụ ngoại khu và hàng loạt tiện ích nội khu đã tạo thêm sự phong phú của chuỗi hạ tầng mà cư dân Biggs Polaris được thụ hưởng. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, thì Biggs Polaris như một ngôi sao sáng dẫn lối cho người trẻ tìm thấy cơ hội hấp dẫn để hiện thực hóa ước mơ, tìm được đường về tổ ấm trong năm 2023 này. Biggs Polaris, đường về tổ ấm.